xin chào tất cả các bạn đến với chương trình tìm hiểu những thông tin về du học Mỹ. Và các bạn biết không, nằm tại trung tâm Miami, một thành phố sôi động, sắc nét và được kết nối toàn cầu, thì trường đại học quốc tế Florida, gọi tắt đó là FIU, là một trong 10 trường đại học công lập lớn nhất cả nước, tại một trong những cộng đồng văn hóa đa dạng nhất ở Hoa Kỳ. Và trường thì cung cấp cho bạn cơ hội đi trước thời đại mà các trường đại học khác không thể nào cung cấp được. Và FIU với các tòa nhà hiện đại và các sân trường xinh đẹp có thể chào đón các bạn tới cộng đồng văn hóa đa dạng và thân thiện. Các mối liên hệ công nghiệp cùng các cơ hội thực tập thì sẽ giúp cho các bạn có thể phát triển cái sự nghiệp trong thị trường toàn cầu của mình. Và FIU thì giúp cho sinh viên làm quen với những khắc nghiệt của môi trường làm việc ở thế kỷ 21 và nuôi dưỡng những phẩm chất mà các bạn sinh viên có thể trở thành những công dân toàn cầu có ích và thành công hơn. Và trường FIU thì đào tạo với nhiều lĩnh vực như là kiến trúc, nghệ thuật, khoa học, kinh doanh, giáo dục, máy tính. Và đến với chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về ngành công nghệ thông tin thuộc về lĩnh vực máy tính của trường FIU các bạn nhé. Thì việc sử dụng máy tính, phương tiện truyền thông và Internet trong giáo dục hiện nay đã phát triển nhanh chóng, góp phần tạo ra nhiều hình thức dạy học hết sức là đa dạng và phong phú. Thì công nghệ thông tin là một ngành công nghệ tạo khả năng, nghĩa là nó giúp cho con người có thêm khả năng trong hoạt động trí tuệ, chứ không phải là thay con người trong các hoạt động đó. Và có thêm nhiều phương tiện hỗ trợ trong việc dạy học, nghĩa là giúp cho các giáo viên có thêm thời gian và điều kiện để chăm lo những công việc đòi hỏi chất lượng về trí tuệ cao hơn trong các hoạt động dạy học theo phương pháp truyền thống. Và ngành công nghệ thông tin là một ngành chung, các bạn sinh viên sẽ được trang bị các kiến thức về khoa học tự nhiên, các kiến thức cơ bản như là mạng máy tính, an toàn và bảo mật hệ thống thông tin, phân tích và thiết kế hệ thống thông tin, lập trình, phần mềm. Đồng thời thì người học sẽ được lựa chọn các kiến thức chuyên ngành chuyên sâu như là hệ thống thông tin, công nghệ phần mềm, mạng và truyền thống máy tính hay là khoa học máy tính. Tùy theo từng chuyên ngành mà sẽ có cái hướng chuyên sâu và các khả năng công tác khác nhau. Khi ra trường thì các bạn sinh viên sẽ được cấp bằng kỹ sư công nghệ thông tin hoặc là cử nhân công nghệ thông tin tùy theo cái thời gian đào tạo của mình. Và các bạn sinh viên thì sau khi tốt nghiệp thì sẽ có khả năng tham mưu tư vấn, thực hiện các công việc trong lĩnh vực chuyên ngành như là lập trình, phân tích thiết kế hệ thống, lập trình hệ thống thông tin, lập dự án xây dựng các phần mềm ứng dụng, tham gia công tác tại các cơ quan đoàn thể nước ngoài và những cái cơ quan có liên quan đến lĩnh vực công ty phần mềm mạng, các phòng chức năng trong các cơ quan, công ty, trong trung tâm phụ trách công nghệ thông tin hay là hệ thống quản trị. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể tham gia giảng dạy và nghiên cứu tại các trường đại học, cao đẳng có đào tạo ngành về công nghệ thông tin. Và để tìm hiểu rõ hơn về thủ tục du học ra sao cũng như là làm sao để đạt được visa du học Mỹ, các bạn có thể liên hệ ngay với văn phòng công ty Tân Đại Dương theo địa chỉ 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất. Ngoài ra, Tân Đại Dương còn hai chi nhánh ở quận 5 và thành phố biển Nha Trang. Lưu ý Tân Đại Dương không có chi nhánh ngoài Hà Nội. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Xin chào các bạn. Khi phỏng vấn xin visa Mỹ thì các bạn sinh viên luôn là lo lắng, thì không biết những câu hỏi nào thường gặp khi đi phỏng vấn Mỹ, thì nhiều bạn lại cũng là rất là lo lắng không biết sẽ được hỏi về vấn đề gì nên trả lời ra sao. Thì trong chương trình hôm nay, chúng ta hãy cùng chia sẻ với bạn Vũ Phong đến từ thành phố Hồ Chí Minh, quận Bình Tân, sẽ chia sẻ những cái kinh nghiệm thực tế tại sao là có được visa Mỹ. Xin chào Vũ Phong. Vũ Phong có thể giới thiệu đôi nét về bản thân của em cho các bạn biết được hay không? Chào các bạn, mình tên là Vũ Phong, năm nay mình 19 tuổi. Mình hiện tại thì mình đang học tiếng Anh ở trường Châu Mỹ để chuẩn bị cho cái chuyến đi du học của mình. Sau khi mình học ở đây thì mình rất là tự tin về tiếng Anh của mình để mình đi phỏng vấn. Thì qua Mỹ, Vũ Phong sắp đi nhìn gì? Mình sẽ học tiếng Anh ở trường FLS International khoảng 1 năm. Và tiếp sau đó thì mình sẽ học quản trị nhân sự tại trường Citrus College 2 năm. Sau khi kết thúc chương trình tại Citrus, mình sẽ học đại học tại Viện Đại học UCLA để hoàn thành cái hệ cử nhân của mình. Sau đó thì mình sẽ đi về nước và tìm một công việc tốt hơn cho cuộc sống của mình. Khi mà em tốt nghiệp cấp 3, thì ngoài thời gian học Anh văn của em thì em có tham gia những cái câu lạc bộ nào hay không Vũ Phong? Ngoài học tiếng Anh ra thì mình, tại vì mình chú tâm vào việc học cho nên là mình cũng ít có đi tham gia vào các câu lạc bộ nữa. Thì rất là nhiều trường tại Mỹ, thì Vũ Phong tại sao lại chọn cái trường này? Tại vì trường này thì gần nhà người thân của mình nên là mình chọn này, và các trường khác giống như là Cotlas Community College thì nó có 78% là sinh viên quốc tế là ở Việt Nam bên mình qua, thì nó không có thuận lợi cho việc của mình thực tập tiếng Anh. Và Santa Monica College thì nó nằm trong cái vùng mà ô nhiễm và tỷ lệ tội phạm cao, cho nên là mình không chọn mấy cái trường này để học. Mình học ở Cali cho nên là thời tiết ở bên Cali rất là dễ chịu, rất là giống thời tiết ở Việt Nam.
nên đây là một lý do để mình chọn ở Cali để học. Cái người tư vấn bên Tân Đại Dương của em là chị Thúy. Chị ấy rất là dễ thương, mọi câu hỏi thắc mắc của mình chị ấy đều trả lời hết để mình có thể chuẩn bị cho cái cuộc phỏng vấn của mình một cách hoàn hảo nhất. Thì trong cái quá trình mà em làm hồ sơ tại Tân Đại Dương đó, thì em có những cái kỷ niệm nào hay không? Nhất là với anh Khôi, thì anh Khôi có những câu chuyện rất là hay. Các bạn nên học với anh Khôi thì anh Khôi sẽ kể những câu chuyện hài hay là những câu chuyện về triết lý để mình có thể áp dụng vào cái câu trả lời của mình. Còn một người nữa là đó là anh Bảo Anh. Cái buổi cuối thì mình sẽ học với anh Bảo Anh, cho nên là anh đó sẽ tóm tắt những thứ mình cần phải chuẩn bị khi mình đi phỏng vấn, là về cái việc mình sẽ làm như thế nào để mình đi phỏng vấn, mình sẽ thể hiện ra sao để đi phỏng vấn, và còn rất là nhiều điều để hay mà anh Bảo Anh đã dạy cho em. Rồi, thì qua đâu em biết được dịch vụ của Tân Đại Dương? Thì trước đây thì em có một người em, họ đã từng làm ở đây rồi, nên em ấy cũng giới thiệu mình vào làm ở đây. Mình làm ở đây mình thấy dịch vụ rất là tốt, và mình đậu cũng là nhờ Tân Đại Dương. Nếu mà trường hợp em đã có thành công trong cái xin visa Mỹ rồi, thì em có thể cho các bạn biết là điều gì làm nên cái sự thành công này? Để xin visa tốt thì các bạn nên chuẩn bị mọi thứ từ ở nhà, nên không nên lên trên lãnh sự quán rồi mới chuẩn bị. Theo mình chuẩn bị ở nhà để làm mình sẽ học bài đầy đủ, chuẩn bị mọi thứ như là cách ăn mặc và tác phong. Thì khi mà mình vào giao tiếp với lãnh sự quán thì các bạn nên nói rõ to và nên cố chú ý lắng nghe những gì mà lãnh sự quán nói để mình có thể trả lời đúng những câu trả lời mà lãnh sự quán đã đưa ra. Thì đó là những kinh nghiệm của mình đã đi phỏng vấn, mình sẽ chia sẻ với bạn. Nếu như mà bạn em có muốn đi du học thì tất nhiên là em sẽ giới thiệu bạn của em vào công ty Tân Đại Dương để có thể làm hồ sơ và thành công giống như em. Thì Tân Đại Dương xin cảm ơn những cái chia sẻ thực tế của Vũ Phong. Tân Đại Dương xin chúc cho Vũ Phong và Mỹ học tập thật tốt. Dạ, cảm ơn chị ạ.